Chắc hẳn bạn đang lo lắng vì tóc gãy, rụng. Còn bạn, sao lại trầm tư như vậy? À, tôi đã hiểu. Thì ra bạn đang nhớ về một thời phong độ. Đừng quá lo lắng, hãy để Bizaki giúp bạn. Thực phẩm chức năng Bizaki có tác dụng ngăn ngừa tóc yếu, dễ gãy, dễ chẻ ngọn, rụng tóc, hói tóc, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa sạm da, nám da. Dành cho người bị rụng tóc, hói tóc, người bị sạm da, nám da. Bizaki dùng cho cả nam và nữ. Bizaki được sản xuất bởi công ty Dược Khoa, Trường Đại học Dược Hà Nội.